Trong cuộc họp báo trước trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có đáp trả với những chỉ trích mà người đồng nghiệp Anthony Hay nhắm về phía mình. Cụ thể, trước đó ông Hay đã mô tả hành động từ chối bắt tay của ông Park là đáng xấu hổ. Trước việc này, ông Park đã nhấn mạnh: "Tôi biết huấn luyện viên Myanmar có viết điều gì đó lên mạng xã hội. Tôi đánh giá cao và cảm ơn ông ấy vì đã đưa ra những lời khuyên và góp ý cho tôi. Nhưng trước khi chỉ trích hay khuyên bảo ai đó, tôi nghĩ chúng ta cần phải xem lại bản thân, xem mình đã làm gì và hành xử như thế nào. Nếu để ý kỹ diễn biến hôm đó, mọi người sẽ thấy khi Công Phượng có va chạm, huấn luyện viên phía Myanmar đã nói gì đó với cậu ấy. Tôi xem đó là hình ảnh không đẹp trong bóng đá và có bảo với Hay rằng tại sao ông lại nói với cầu thủ của tôi như vậy. Nếu muốn, ông hãy trao đổi với tôi. Nhưng ông ta cứ phớt lờ và cố tình nhắm vào Công Phượng. Đó là lý do tôi phản ứng ở cuối trận. Đây cũng là lần cuối tôi muốn nói về việc này. Hy vọng huấn luyện viên Myanmar hãy nhìn lại bản thân rồi hãng lên mặt dạy dỗ người khác. Hy vọng ông ta tuân thủ luật bóng đá." Sau trận hòa 0-0 hôm 20 tháng 11, Việt Nam và Myanmar tiếp tục song hành trên đỉnh bảng A với 7 điểm mỗi đội. Ở lượt đấu cuối ngày 24 tháng 11, Việt Nam tiếp Campuchia. Trong khi đó, Myanmar gặp nhiều rủi ro hơn khi phải làm khách trên sân của Malaysia. Nói về trận đấu với Campuchia, ông Park cho hay: "Gặp Campuchia là trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Chúng tôi phải thi đấu hết sức để đạt được mục tiêu là đứng đầu bảng. Bây giờ, chưa phải là lúc nghĩ đến bán kết hay chọn đối thủ. Tôi yêu cầu toàn đội phải tập trung tối đa cho trận đấu ngày mai. Dưới sự dẫn dắt của Keisuke Honda, Campuchia đã có rất nhiều tiến bộ. Bởi vậy, chúng tôi phải tôn trọng đối thủ và tập trung thi đấu, nhất là khi chưa có gì chắc chắn trong tay." Đánh giá về chặng đường đã qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: "Tôi luôn muốn các cầu thủ kiểm soát bóng. Trận ra quân gặp Lào, họ đã làm đúng yêu cầu. Ở trận đấu với Malaysia, tỷ lệ chỉ hơn 30%, nhưng đó là trận đấu mà chúng tôi có bàn thắng sớm, nên điều tiết được lối chơi, chọn giải pháp hạ thấp đội hình để đảm bảo sự an toàn về tỷ số. Tuy nhiên, khi đối đầu với Myanmar, chúng tôi chỉ chiếm giữ bóng hơn 40%, và tôi không hài lòng với màn trình diễn đó. Tôi luôn nhấn mạnh với các cầu thủ rằng họ phải cố gắng kiểm soát bóng thật tốt." Campuchia không phải là đối thủ quá mạnh, vì vậy có ý kiến cho rằng những trụ cột dính thẻ vàng như Ngọc Hải hay Văn Hậu nên được nghỉ để tránh nguy cơ vắng mặt ở bán kết. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh: "Đúng là họ đã lĩnh thẻ vàng, nhưng nếu tôi không sử dụng họ ngày mai thì cũng không phải vì chuyện thẻ phạt. Họ là những cầu thủ chuyên nghiệp, phải biết kiềm chế mình. Tôi lựa chọn nhân sự dựa theo đối thủ, chiến thuật chứ không bao giờ cho cầu thủ nghỉ thi đấu vì có thẻ vàng. Nếu họ đã phong độ cao và thích hợp với chiến thuật, họ sẽ là chính." Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 24 tháng 11 trên sân Hàng Đẫy. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.